dì ấy dậy rồi. Chúng ta làm gì đây? Mình đúng là sợ hãi vô cớ. Không có ai ở đây cả. Bây giờ mọi người đã ngủ rồi mà. Billy à, chiếc sari mà dì Chubuli cất ở trong tủ giống cái mà linh hồn ác quỷ đã mặc. Đúng. Vậy điều đó có nghĩa là dì Chubuli chính là linh hồn ác quỷ. Y đợi đã, tại sao dì Chubuli lại làm điều này chứ? Tại sao dì ấy lại muốn dọa bà hả? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Du à, em thừa nhận em ấy đã phạm sai lầm, em ấy đã không cẩn thận. Nhưng em không thể tin được sự thật chuyện xảy ra hôm nay là do Gauri. Bởi vì anh hoàn toàn không hề có bằng chứng nào cả. Đi nào. Em sẽ phải hối hận vì điều này. Và sau này đừng phàn nàn rằng anh đã không cảnh báo em. Em sẽ không đâu. Được chưa nào? Dù khi bà có thể thay lòng đổi dạ, tại sao Gauri thì lại không? Và ngay bây giờ, thay vì anh nghi ngờ Gauri, thì anh nên suy nghĩ về bà đi. Chúng ta phải tìm cách đưa bà đến bác sĩ. Hãy uống cà phê đi, nó sẽ nguội đó. Anh không muốn uống. Tùy ý anh. Tôi đã xem một bộ phim, nhưng mà tôi không nhớ tên của nó. Nhưng diễn viên chính đã đọc lại đoạn hội thoại này. Khi có người thứ ba xen vào giữa vợ và chồng, mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Tình hình trở nên khó giải quyết. Thôi đi nào. Victoria, thuốc của anh đây. Anh đang giận em chứ không phải là chúng đâu. Hãy uống thuốc đi nào. Anh có nghĩ rằng thuốc có lạ không? Bởi vì chúng thật nhỏ bé, nhưng mà vẫn chữa khỏi bệnh cho một người đàn ông. Nhưng mà nếu dùng sai thuốc, chúng có thể làm cho một người khỏe mạnh ngã bệnh. Giống như một sự hiểu lầm, điều đó sẽ khiến hai người ngày càng xa cách. Victoria, anh đã nghĩ xem ai đã tạo ra sự hiểu lầm giữa chúng ta chưa hả? Và ai đã tạo ra rạn nứt giữa hai chúng ta? Ai đã làm điều đó chứ? Là ai? Ai? Samila. Bởi vì con bé vẫn chưa tha thứ cho anh vì bất cứ điều gì đã từng xảy ra với nó. Và bây giờ lòng căm thù đã khiến cho nó trở nên mù quáng, và nó đang cố gắng sử dụng con cái của chúng ta để chống lại chúng ta. Trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta là cứu con bé khỏi những chuyện này.
Kalia, hãy theo dõi họ đi, anh đã sắp muộn rồi. Không phải anh luôn phàn nàn rằng em không dành thời gian cho anh và luôn bận rộn sao chứ? Vậy thì giúp em làm việc nhà để em có thời gian dành với anh đi nào. Người khác đang làm mấy việc này được mà, bảo Ramu làm đi. Không không không, cái này liên quan đến các thiết bị điện tử, nó sẽ hỏng nếu như em nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Ôi, chuyện gì vậy? Có cái gì đó trong mắt của em, đưa anh xem nào. Ôi đau quá. Kali, hãy cẩn thận đi, bình tĩnh mở mắt ra đi. Đau quá Du. Mở mắt ra đi nào, mở ra, đau quá. Mở mắt ra nào. Em đỡ đau chưa? Xong rồi thưa anh. Thưa anh, tôi đã tìm ra vấn đề rồi. Xong chưa vậy? Dạ xong rồi. Có vấn đề gì? Tôi đã tìm thấy những cái đinh này ở trong đó. Chắc là bọn trẻ ở nhà đã vô tình bỏ chúng vào đó. Hãy cẩn thận. Vậy là không có vấn đề gì cả, có phải không? Không, không có vấn đề gì cả. Chỉ cần bảo bọn trẻ đừng cho những thứ này vào máy nữa. Như vậy sẽ không sao. Được rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, được rồi. Tại sao những chiếc đinh này lại lọt vào trong máy chứ? Những vết sẹo trên lưng bà trông như được tạo ra bởi một chiếc đinh. Kali à, ai đã giặt quần áo vậy? Em chính là người. Thưa cô, tôi sẽ mất việc đó. Đợi một chút, Billy đã đến đó đúng lúc. Hôm đó cô ấy hành động rất kỳ lạ, và cô ấy sai em đi đưa bữa ăn cho bà. Billy, Billy, anh muốn gì? Cái này là cái gì? Nó trông giống như một cái đinh. Đúng là một cái đinh. Sao mấy thứ này lại ở trong máy giặt? Sao tôi biết được? Đừng nói dối nữa. Cô đã giặt quần áo có phải không? Ôi không, khi mình đang trốn ở trong chăn thì chắc cây đinh này đã rơi ra. Billy, hãy trả lời tôi. Billy, hãy trả lời chúng tôi đi. Nếu không cô sẽ phải chịu trách nhiệm đó về mọi chuyện đang xảy ra với bà của tôi. Tôi xin thề, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Và khi tôi tới đó, cô ấy đã cho đồ giặt vào trong máy giặt rồi. Tôi đã nghĩ đến việc giúp cô ấy một tay để cho cô ấy đỡ gánh nặng, để cho cô ấy có thể dành chút thời gian với bà nội của anh. Và tôi không biết rằng tôi sẽ bị đổ lỗi. Tôi đang nói sự thật đó thưa anh. Tôi vô tội. Tôi là một người phụ nữ nghèo. Tại sao tôi lại làm thế với bà của anh chứ? Tại sao tôi lại cố gắng làm tổn thương bà ấy chứ? Bà đã giúp đỡ tôi rất là nhiều việc. Bà đã đưa tôi đến đây và cho tôi một công việc đàng hoàng. Và ba tôi cũng là một thầy tu mà.
tưởng sẽ không bao giờ lừa dối chủ của mình đâu. Tưởng không có làm điều đó đâu. Xin anh đó, đừng có đuổi việc tôi. Tôi hoàn toàn không làm điều đó. Đến chuyện đó tôi còn chưa dám nghĩ tới nữa, làm sao dám làm được. Đủ rồi Billy, đừng khóc nữa. Cô hãy trở về phòng của cô đi. Gauri, hãy đưa cô ấy trở về phòng đi. Chalo Bijli. Đi nào Billy. Wow, không tệ đâu Billy. Ý tôi là sao cô có thể diễn tốt như vậy? Ôi kinh quá. Hãy giữ bím tóc của cô đi. Nè, dù sao một khi tôi trở thành con dâu rồi thì tôi sẽ biến cô trở thành cánh tay phải của tôi. Thưa cô, trái hay phải, chỉ cần đảm bảo tăng lương cho tôi là được rồi. Công việc giúp việc này nó không đủ cho tôi sống. Thông minh đó, rất là thông minh. Nghe đây, cô hãy cẩn thận với Kali, bởi vì cô ta rất là thông minh. Chúng ta vẫn chưa xóa bỏ được sự nghi ngờ của cô ta đối với chúng ta. Cô ta sẽ để mắt tới cô đó. Vì vậy, hãy cẩn thận. Không, tôi sẽ cảnh giác. Nhưng mà chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn của hai kế hoạch. Cái gì? Ý tôi là tôi không hiểu. Ý tôi là tôi phải chiếm được lòng tin của gia đình này. Công chúa của anh đang sống như một người giúp việc, và tất cả những gì em quan tâm là mua sắm. Sẽ tốt hơn nếu anh giữ ý kiến của mình cho riêng mình đi. Em không đòi hỏi tiền chi tiêu. Em cần tiền cho các chi phí của gia đình. Anh sẽ không cho em một xu nào cả. Trả lại chìa khóa cho anh đi. Hãy cầm lấy đi. Em hoàn toàn không cần chúng. Em sẽ sắp xếp tiền từ nơi khác. Mình phải nói rằng mình chính là một thiên tài. Mình không hề biết sự hiểu lầm của mình đã tạo ra sự rạn nứt giữa hai người họ.
Sao cô dám hả? Cô có ý định giết bà của tôi sao? Sao cô dám hả? Tôi sẽ giết cô. Tôi giết cô đó, Du. Sao cô? Này Du, con đang làm gì vậy? Này Du, bỏ cô ta ra đi, Du. Cô ta muốn giết bà đó. Anh bị điên rồi hả? Anh thậm chí có nghĩ về những gì anh đang làm không? Con điên rồi sao? Bà ơi, chính con đã nhìn thấy cô ta đang hướng về phía bà với chiếc rìu. Bà đã nhờ nó đi lấy rìu cho lễ bu gia. Anh đã phản ứng thái quá mà không hề nghĩ gì cả. Khoan đã. Sau tất cả những điều đó, ít nhất còn có thể ở lại tham dự lễ bu gia. Hãy thay quần áo đi, thầy tu sẽ đến đây sớm thôi. Đó là một nghi lễ thanh tẩy được thực hiện bằng rìu. Cô sẽ đưa cho ta cái rìu chứ? Cô đưa rượu cho người khác như vậy sao hả? Đúng là đồ ngốc. Cô thật là vô dụng mà. Gary à, chị xin lỗi em vì những gì mà Chu đã làm. Em có ổn không vậy? Không Kali, em không sao đâu. Em đã phạm rất nhiều sai lầm. Và không có gì ngạc nhiên khi mọi người đối xử với em như vậy. Họ sẽ đổ lỗi cho em. Không sao cả, chị cứ đi đi. Đi chuẩn bị bu gia đi. Em sẽ lo mọi việc ở đây. Được chứ? Ôi không, ôi không, hỡi thần ra ba. Ôi, hỡi thần Roma, hỡi thần Roma. Ôi, ôi, mẹ. Ôi, linh hồn tà ác đang tìm cách giết tôi bằng chiếc rìu này. Bà ơi, dẫm phải rìu được coi chính là một điểm xấu.
Và đây chiếc triều rơi ngay vào lòng của bà ấy. Ôi quỷ thần ơi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về bất cứ điều gì như thế này. Có vẻ như là có một linh hồn quỷ quyệt đang ở gần đây.